Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thủ loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Rush Rally 3. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Mô tô. Wow, một chiếc xe máy rất là đẹp luôn. Let's go. Ok, cái này lại ấn vào đây nhưng lại không ấn được. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Alpha 9, let's go. Đây là một tựa game rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì làm 3D rất là đẹp mắt luôn. Các bạn có thể download về và chơi cùng với mình nhá. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình đợi tựa game vào tựa game này. Đang load game rồi. Ok. Ok.
Let's go. Ok, mình sẽ nhận những tấm thẻ này. Okay, let's go. Tiếp tục lên. Let's go. Rất là đẹp luôn. Một bản 3D của game rất là đẹp. Đây là một cái game khá là hot trong những tháng vừa qua. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Ok, let's go. Wow, okay. Whoa.
200. Rồi, mình sẽ phải gọi nó đi xa hơn. Đây nút tay phanh và cái này là nút đề C. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Quanh đầu bây giờ rất là khó luôn. City 1 này các bạn sẽ làm quen với một thành phố không người. Wow 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 wow. Oh my god. Cái này ấn nó không được phanh hẳn hoi các bạn ạ. Nghĩa là nó không được phanh mạnh. Cho nên là các bạn có đề si cũng không được. Rồi mình sẽ đâm thẳng luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Fresh 8, let's go. Ok, let's go. Vô lại. Đây là một thành phố khá là đẹp. Thank you.
Lesko sẽ đi theo các xe này. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. CR Rushing 2, CR2. Let's go. Các bạn sẽ vào đây và làm từng nhiệm vụ một để cầy tiền, sau đó thì update cho xe của mình. Và càng update nhiều thì các bạn càng có thể đua được những nhiệm vụ khó hơn và được kiếm nhiều tiền hơn. Mình sẽ tìm tiếp nhiệm vụ là anh chàng này để cầm về update thêm. Chúng ta lại tiếp tục với nhiệm vụ vừa rồi. Let's go. Càng về sau thì nó càng khó hơn một chút. Cấp lên rất là đắt đỏ luôn.
Wow, rất là đắt luôn. Chưa nâng cấp được, khi các bạn nâng cấp được các bạn mới chơi được những cái nhiệm vụ như thế này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Okay, let's go. Cái này nếu các bạn đâm vào rìa đường các bạn sẽ thua ngay. Đèn đỏ rồi. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Refreshing bar. Let's go. Đây là một tựa game cũng khá là lạ, cho nên là nó lát hơi chậm một chút các bạn nhá. Khi các bạn đau game này thì các bạn có thể nhìn xe và update cho xe của mình thật là khỏe và sẽ đua với từng đối thủ mạnh hơn. Let's go. Okay, let's go. Ok, mình sẽ phải cầm trên tay thôi. Let's go. Let's go.
của anh ta rất là ngon, một phát vượt lên luôn, sợ thật. Oh my god. Xe đó thì mình chắc phải update thật nhiều thì may ra mới thắng được, bởi vì một anh ta cách mình rất là một đoạn khá xa mà anh ta một phát vượt lên được. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Yeah, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ xạ cái tiếp theo. Let's go. Đây là một tựa game lái xe và đỗ xe, nhưng mà rất là khó luôn các bạn nhá. Nếu các bạn không cẩn thận là sẽ phải chơi lại ngay. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là các bạn có thể sẽ phải chơi lại rồi. Ok, let's go. Ok. Wow, 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 wow. Oh my gosh. Lại thôi. Rồi mình sẽ đánh lái ra đây, bẻ lái. Rồi sau đó thì mình sẽ đánh vào trong. Ok, let's go. Vào trong này. Oh my god, đó chỉ cần chạm một chút thôi là các bạn có thể sẽ fail ngay. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Frontage Extreme, let's go. Ok, let's go. Start game.
Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.